anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm C. Mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét người người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất nên nói với họ dụ ngôn này rằng khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy sẽ đến nói với ngươi rằng xin ông nhường chỗ cho người này bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết nhưng khi ngươi được mời hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng hỡi bạn xin mời bạn lên trên bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người được dự tiệc vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên Rồi người lại nói với kẻ đã mời ngươi rằng Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối Thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có Kẻo đến lượt họ cũng mời ông Và như thế ông đã được trả lễ rồi Nhưng khi làm tiệc Hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt và đuôi mù Ông sẽ có phúc bởi họ không có gì trả lễ vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến chúng ta vẫn thường được nghe về sự háo danh của con người Vâng, tính háo danh luôn là một thách tố lớn đối với nhân loại. Nó không xảy ra trong một giai đoạn của lịch sử nhân loại, nhưng nó luôn luôn hiện diện trong mọi thời, mọi nơi, mọi lúc. Thưa anh chị em, ngay từ buổi đầu của sự hiện diện, con người đã để cho tính háo danh làm họng công trình tạo dựng của thiên chúa adam eva không vì muốn bằng thiên chúa nên đã giơ tay hái trái cấm chống lại lệnh truyền của chúa để rồi lãnh hậu quả khủng khiếp đó là phải chịu cảnh khổ đau trầm luân và nhất là phải chết phải không anh chị Tính háo danh đó đặc biệt phát triển cách mạnh mẽ trong thời đại văn minh hôm nay. Để rồi xã hội phải chứng kiến những bàn dối trá lừa lọc. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta đây, có rất nhiều cái nhất, như là nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Nhưng lại là một đất nước nghèo. Đến nỗi cô giáo Trần Thị Lam đã chua xót về thói háo danh trong bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh Đất nước mình là quá phải không anh Những chiếc bánh trưng vô cùng kỳ vị Những dự án và tượng đài ngàn tỷ Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay Vâng, hơn bao giờ hết Anh chị em tính háo danh như đang nộ rợ trong một xã hội mà người ta đang đề cao sự trọng vọng nó đang dần bóp chết mối tương giao huynh đệ tương kính lẫn nhau mấy tháng qua trong giới âm nhạc người ta nói nhiều về chuyện đạo nhà của một số nhạc sĩ vì tính háo danh muốn nổi tiếng nhưng lười độc não hoặc thiếu khả năng Đã không ngần ngại đạo nhà của người khác Chẳng hạn nổi tiếng như Sơn Tùng Cũng không thoát khỏi tính áo danh Để không ngần ngại mượn ca khúc We Don't Talk Anymore của Charlie Puth Thành tác phẩm của mình với tựa đề Chúng ta không thuộc về nhau Hãy như nhạc phẩm vết mưa của nhạc sĩ Vũ Cát Tường cũng được coi như là lấy từ bài hát Rain in the Park của nhạc sĩ Miyaka Nhật Bản. Tình hào danh đã làm cho con người trở nên trơ trẽn và sẵn sàng đạp đổ người khác bằng đủ các phương tiện để đạt được cái danh cho mình. Bởi một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp, phải không anh chị em? nên người ta sẵn sàng tìm mọi cách để kiếm cho được miếng giữa làng đó là nguyên nhân gây ra bao mối bất hòa hận thù và ganh ghét bởi tính háo danh xuất phát từ tính cao ngạo đề cao mình cách quá đáng và thường coi khinh người khác để rồi không bao giờ biết lắng nghe và cũng vì háo danh mà bao nhiêu chuyện bất công xảy ra trong đời sống xã hội ngày nay những người giàu có thích khoe khoang qua những bữa tiệc thịnh soạn của ngon vật lạ được bày đầy dẫy trên bàn tiệc và khách mời của họ cũng là những người lắm bạc nhiều tiền. Một hố ngăn cách được dựng lên giữa người giàu và người nghèo, tạo nên một bức tranh ảm đạm về thảm trạng của một thế giới đầy bất công. Vì háo danh nhiều người có chức có quyền ở tỉnh Sơn La hòa bình bỏ tiền mua điểm thi cho con em như vừa xảy ra trong kỳ thi năm 2018. Để có em học sinh đã phải ngỡ ngàng thốt lên. Em thấy niềm tin như bị sụp đổ. Thương hàng triệu giáo viên còn còng lưng dạy hàng vạn học sinh đã nỗ lực học tập. Trong khi các bạn khác được nâng hàng chục điểm chỉ trong một tích tắc Chua xót quá Vâng Bởi vì thói háo danh còn đầu độc cả một lớp người Tinh hoa nhất trong xã hội Đó là những giáo sư, phó giáo sư, giảng viên đại học Việc phong giáo sư, phó giáo sư ồ ạt Vừa qua gây không ít bức xúc cho xã hội Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung Viện Trường Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phải chua chát nhận xét. Có nhiều người là giáo sư, phó giáo sư mà không ăn nên đòi, nói nên lời. Thói háo danh, nó lên lỏi vào trong nhiều lĩnh vực. Nhìn đâu cũng thấy những danh hiệu rộn ràng. Âm nhạc thì có ông hoàng nhạc trẻ, bà hoàng bolero, thế giới người mẫu thì lại có ông trùm chân dài màn bạc thì có nữ hoàng điên ảnh khởi nghiệp thì có sắc cá mập Lo, nhà báo thì phải là nhà báo quốc tế mới được thế giới này hỗn loạn vì tính háo danh do kiêu căng để tái lập trật tự của công trình tạo dựng một trật tự được hình thành trong mối tương giao thường được xây dựng trên nền tảng khiêm nhu. Vâng, thưa anh chị em. Trật tự thế giới thiên Chúa tạo dựng là một trật tự của tình yêu, một trật tự của việc tương kính lẫn nhau. Thế nhưng ma quỷ đã gieo vào lòng nguyên tổ chúng ta tính kiêu căng và háo danh. Để rồi trật tự tạo dựng bị đạo lộn, tạo ra muôn vàn khổ đau cho con người. Đức Kitô đã đến trần gian với khao khát để kiến tạo lại một trật tự tạo dựng ban đầu, một trật tự tràn đầy yêu thương. Ngài đã khởi sự công việc tái tạo bằng sự khiêm nhu qua việc nhập thể làm người. Để rồi nói như Đức Francisco, đó là sự vấp ngã của mầu nhiệm nhập thể, sự kiện khó chấp nhận khi một Thiên Chúa nhập thể làm người. Làm việc và hành động với đôi tay con người, yêu thương bằng trái tim con người, một thiên chúa lao nhọc, ăn uống bình thường như con người và nghỉ ngơi như một người trong chúng ta. Còn thiên chúa đạo lộn kế hoạch của con người, không phải các ngôn đệ rửa chân cho chúa nhưng chính chúa đã rửa chân cho các môn đệ đây là lý do của sự vấp ngã và không tin không chỉ của thời đại đó mà của mỗi thời đại ngay cả ngày nay vâng thưa anh chị em dấu biết con đường kiêm nhu sẽ gặp bao chống đối nhưng chúa cũng không thể nào làm khác được vì đấy là cách thế duy nhất để tái lập lại sự bình an và hạnh phúc. Vâng, Chúa đã không ngưng nghỉ mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường. Cuộc sống sẽ an vui biết bao khi chúng ta luôn biết kính trên nhường dưới, biết ăn trong nồi ngồi trong ngưỡng, không khoe mình tự hạnh. Lời Chúa nhắn nhủ Khi anh được mời đi ăn cưới Thì đừng ngồi vào cổ nhất Như là khuôn vàng thước ngọc Trong việc kiến tạo mối tương giao Trong xã hội này Bởi thái độ khiêm cung Luôn là hấp lực lôi cuốn được nhiều tình mến Trong cuốn đề tử châm ngôn Súng lễ nhượng Viết rằng Hãy khiêm nhường cẩn trọng Người tự khoe mình trí tuệ thực ra không phải là bậc trí tuệ chân chính, mà khiêm nhường ấy mới là đại trí tuệ. Kẻ thể hiện mình dũng cảm thực ra không phải là người dũng cảm. Dũng cảm mà khiêm nhường ấy mới là bậc đại dũng. Thưa anh chị em, khiêm nhường không phải để là lùi phía sau, nhưng đó là cách thế để chiến thắng những lời xu nịnh bởi xú nịnh là nguyên nhân tạo ra sự hư hỏng trong cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta trở nên mù để không nhìn thấy những khuyết điểm nơi con người của chính mình từ đó chúng ta dễ dàng trở thành kiêu căng hãy nhớ rằng ai ai cũng ghét những kẻ kiêu căng và không ai ham thích sự phục vụ của họ chẳng ai muốn nghe họ vì cách sống của họ không phải là chứng ta Trái lại người khiêm tốn đều được mời đón nhận và được mến yêu Thưa anh chị em Tin mừng hôm nay cũng đưa ra lời mời gọi Hãy kiến tạo một cuộc sống công bằng yêu thương trong xã hội Chúa Giêsu đã đề nghị Khi ông đãi tiệc Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, quạt đuôi mù họ không có gì đáp lễ và như thế ông mới thật có phúc lời đề nghị ấy không chỉ là hành vi yêu thương nhưng còn là sự công bằng công bằng trong việc tôn trọng phẩm giá của những người nghèo tuy họ không giữ tiền giữ bạc nhưng họ có đầy đủ phẩm giá của một con người họ cũng cần được tôn trọng Lời đề nghị của Chúa trước tiên như là một trị dẫn để hoán cải trong mối tương giao với tha nhân, hoán cải để nhận ra đúng con người của mình, từ đó tránh được thói háo danh, tự hào. Và lời đề nghị của Chúa cũng là một lời mời gọi người Kitô hữu chúng ta phải đưa ra những sáng kiến phục vụ cho người nghèo, sáng kiến phục vụ nhằm khẳng định thế giới này là mái nhà chung của mọi người và tất cả đều có quyền được dự phần vào những gì thuộc về của mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tôn trọng phẩm giá của từng người, vì tất cả là công trình do tay Chúa tạo thành. Xin dạy chúng con biết mở rộng con tim để sẵn sàng đón nhận những người nghèo khó những người đang cần sự trợ giúp của chúng con. Amen.